Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 18 tháng 4 trên kênh VTV Tiền và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trạng thái mưa vừa mưa to đã diễn ra ở nhiều khu vực. Đối với khu vực vùng núi cao như Mậu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ ban ngày và đêm sẽ giảm xuống mức từ 4 đến 8 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống mạnh. Miền Bắc vẫn còn có mưa ở nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ về đêm và sáng sớm. Còn ban ngày, miền Bắc vẫn duy trì mức nhiệt thấp, phổ biến ở mức từ 21 đến 24 độ. Lui xuống khu vực miền Trung, dưới tác động của khối không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm nay và ngày mai sẽ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Sáng đến ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trời lại có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao từ 26 đến 30 độ, trời mát mẻ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, từ ngày mai thì thời tiết nắng ấm. Tuy nhiên, về chiều và tối mai xuất hiện những cơn mưa vào rải rác vài nơi. Với nhiệt độ trong ngày mai khu vực này cao từ 32 đến 34 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, đối với khu vực Nam Bộ, mưa có xu hướng giảm dần. Trong ngày mai, ở vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có nắng trở lại với nền nhiệt cao nhất ở vùng cao Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ với nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Cục bộ một số nơi ở miền Đông lại xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao trên 35 độ. Điều đáng lưu ý là về chiều và tối mai ở hai khu vực này đều có mưa dông rải rác vài nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Vùng mưa tập trung chính ở các khu vực phía Tây như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và một số khu vực lân cận. Chuyển sang thời tiết trên biển, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực huyện đảo Hoàng Sa đều có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vẫn duy trì tình trạng với thời tiết tốt, ít mưa, trời nắng, gió nhẹ, biển êm,